Hôm nay là ngày 7 tháng 11, Đại sứ quán Việt Nam tại London đang viết những lời chia sẻ cùng với 39 nạn nhân đồng bào của chúng ta tại thành phố Grey, Thurrock Council. Hôm nay thông báo chính thức của cảnh sát đã nhận dạng tất cả 39 người nạn nhân là công dân Việt Nam, là người Việt Nam của chúng ta. Một số gia đình đã đến nhận dạng, và những đồng bào cũng sẽ từ từ trong tuần tới sẽ được cơ hội đến nhận dạng, và Quốc hội của Anh Quốc cũng đã thông qua và chấp thuận miễn thị thực cho các gia đình ở Việt Nam sang Anh Quốc để mang xác của con cháu về quê hương. Trong buổi chiều rất là không khí rất là trong cái mùa thu này thì nó ảm đạm, thì nhưng mà cái bầu không khí hôm nay Dũng cảm thấy nhẹ nhàng, là lần đầu tiên 39 người đã có nơi và chúng ta biết là sẽ trở về với lại quê hương.